mẹ không vào mạng được nên là không lưu được vào mạng, thế là không đủ bộ nhớ để lưu rồi. Ông bảo giữ lại 1 tháng nhưng mà không dám ở ở ông mệt quá, ông vừa phải chồng chị Nga, vừa phải chồng em Lâm, hãy phải chăm bà đẻ, chăm hai mẹ con mình nhé. Chị Nga mẹ Lâm lại khóc nhào nhào làm em không ngủ được. Thế là em phải đi về thôi. Nhé, cả nhà mình đi taxi về nhà nhé. Em đi đâu em cũng mà em không có học nhà nhỉ. Em chẳng lạ gì, em chẳng cần bôi son sát phấn, em vẫn đi được nhỏ.